Rồi, chúng ta sẽ làm đề lý thuyết vô cơ phần 4 câu 7 chuyên về định 27 28. Đề như sau. Chất bột A là Na2C3, chất bột B là CaHCO3H2. Viết phương trình hóa học xảy ra nếu có khi nung nóng A và B. Đầu tiên chúng ta là nung nóng A và B. A của mình là Na2C3, Na2C3 chúng ta là không bị nhiệt phân. B chúng ta bị nhiệt phân, nghe kỹ. CaHCO3 tất cả hai chúng ta đi nhiệt phân để tạo thành CaCO3 cộng cho CO2 cộng cho H2O. Lưu ý đây là người ta nếu nói nung nóng nha, nếu người ta kêu là gì nhiệt phân, nung nóng tức là chỉ diễn ra quá trình tạo ra tủa CO2 và nước thôi, còn khi nào mà nhiệt phân á thì cái đó tiếp tục thằng này bị nhiệt phân này, nung nóng thì chỉ ra quá trình này thôi nha. Cái cộng thứ hai này, hòa tan A và B, hòa tan A và B vào dung dịch N2 E4 loãng. Chúng ta ghi phương trình ra đây. Hai này, A của mình là Na2CO3 vào trong H2 E4 loãng. Thì đây cả hai đều tác dụng quá dễ luôn. Để ta tạo thành natri, bản chất là natri này sẽ kết hợp SO4 này để tạo thành Na2SO4 cộng cho CO2 cộng cho H2O. Được chưa em ạ? Tiếp, cái phương trình số 3 đó là vượng của CaHCO3 tất cả hai, chúng ta đi tác dụng với H2SO4 để chúng ta tạo thành CaSO4 cộng cho CO2 cộng cho H2O. Được chưa nè? Tiếp, cho CO2 dư qua dung dịch A và dung dịch B, tức là bạn biết là muối Na2CO3 tan thằng này tan này thì nó tạo thành dung dịch ra bạn nó tan này, được chưa? Natri thì tan hết này, ok, được chưa? Còn tất cả các muối axit chúng ta thì đều tan, hãy nhớ điều đó cho thầy là được. Như vậy khi đó này chúng ta có phương trình thứ tư, hòa tan A và B, hòa tan A và B bằng dung dịch đâu cô C này, cho CO2 đi qua dung dịch A và dung dịch B. CO2 đi qua dung dịch A, dung dịch A chúng ta là chứa Na2CO3. Thì chúng ta biết đấy, lưu ý này, khi trong trường hợp này đó là CO2 chúng ta sẽ tác dụng được với Na2CO3 và nước phưởng này để nó tạo ra muối axit. Thì giờ tách rõ luôn. Đầu tiên là khi cho CO2 đi tác dụng với NaOH thì nó sẽ tạo ra muối Na2CO3 và nước. Sau đó nếu CO2 chúng ta dư thì nó sẽ tác dụng với Na2CO3 và nước có trong dung dịch để tạo ra muối axit là NaHCO3. Ok chưa? Tiếp, dung dịch B CO2 và dung dịch B. Lưu ý dung dịch B chúng ta trong trường hợp này không có phản ứng. Được chưa? CO2 chúng ta chỉ tan cái tủa thôi, nó tan cái mũ ta chỉ tác dụng với muối CO3 thôi, chứ muối H2O3 thì không tác dụng. Chúng ta đến cái thứ tư, cho CaOH hai lần vào dung dịch A và dung dịch B. Chúng ta có này, CaOH hai lần vào dung dịch A là chứa Na2CO3. Ở đây em sẽ tạo thành CaCO3 là chất ký tủa màu trắng cộng cho NaOH. Đây là hai này, được chưa? Cây số 6 chúng ta đó là gì? CaOH hai lần để tác dụng với dung dịch B, được em nhé. Em đang nghe kỹ, bản chất như sau là OH bên này và H bên kia, được chưa? Để tạo ra nước. Phần còn lại là canxi với CO3. Như vậy đây nó sẽ tạo thành CaCO3 là chất ký tủa màu trắng cộng cho H2O. Các bạn đã là hai là đủ. Ok. Như vậy trong bài này chúng ta nhớ cho thầy cái gì?
Ở đây là có một cái phương trình đặc biệt này, phương trình nào đặc biệt thầy sẽ bôi lại cho mấy đứa nhớ. Cái này mình học rồi đó, phải chưa học đâu? Được chưa? Đó. Đây này, chỗ thầy nói lại cái chỗ ý đầu tiên. Nung nóng A và B, nung nóng khác với nhiệt phân em nha. Nung nóng tức là chỉ có muối hydrocarbonate chúng ta biến thành muối carbonate thôi. Được chưa? Chứ không có quá trình nhiệt phân của muối CaCO3, em hiểu chưa? Khi nào cái đây là nhiệt phân thì lúc đó là CaCO3 chúng ta sẽ đi một bước nữa, đó là tạo thành CaCO3 nhiệt phân để biến thành CO2 và CaO, thế thôi.